tác dụng của lá sung với 7 loại bệnh mà người khôn ngoan đều biết. Lá sung, một loại cây thân thảo phổ biến trong tự nhiên, thường bị bỏ qua và ít người sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Oh no. Tuy nhiên, lá sung lại ẩn chứa những giá trị vàng trong y học cổ truyền mà chỉ có những người khôn ngoan mới để ý và biết đến. Hãy cùng Nghiệp tìm hiểu những giá trị mà lá sung mang lại nhé. Nhiều nghiên cứu trên ống nghiệm cho thấy lá sung và nhựa mủ tự nhiên từ cây sung được chứng minh là có hoạt tính kháng u, chống lại các tế bào ung thư ruột kết ở người, ung thư vú, ung thư cổ tử cung và ung thư gan, và giúp cải thiện 8 loại bệnh sau. Thứ nhất, chữa bệnh dày leo. Lá sung tiến hành rửa sạch, hong khô, cắt nhỏ, thêm chút giấm ăn, dã nhuyễn, đắp vào chỗ bị bệnh. Khi thuốc bị khô, lại tiến hành đắp thay. Điều này được chứng minh trong một kết quả nghiên cứu lâm sàng cho thấy khi tiến hành điều trị 21 ca trong 1-2 ngày thì tất cả các ca đã đều khỏi. 2. Chữa phong thấp sốt rét. Chữa phong thấp sốt rét bằng cách nấu nước lá sung hoặc vỏ cây sung là một phương pháp tự nhiên và được sử dụng từ xa xưa. Lá sung và vỏ sung chứa các hợp chất có khả năng kháng vi khuẩn, chống viêm và giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng. Việc nấu nước từ lá sung hoặc vỏ cây sung có tác dụng lợi tiểu, thanh lọc cơ thể và tăng cường sự tuần hoàn của máu. 3. Chữa mụn nở hoặc vú sưng đau. Để chữa trị mụn nở hoặc vú sưng đau, bạn có thể sử dụng phương pháp đơn giản và tự nhiên bằng lá sung. Đầu tiên, lấy lá sung giã nát chúng. Tiếp theo, trộn lá sung với nhựa sung để tạo thành một hỗn hợp. Sau đó, áp dụng hỗn hợp này lên vùng bị mụn hoặc sưng đau. Phương pháp này có thể giảm viêm, làm dịu chỗ sưng và đau, đồng thời hỗ trợ quá trình phục hồi của da. 4. Giúp lợi sữa. Để giúp tăng cường lượng sữa, bạn có thể thử áp dụng công thức sau. Lấy 100g lá sung, 1 chân giò, 50g quả mít non, 50g quả đu đủ non, 10g nõi thông thảo, 5g hạt mùi để sống và 100g gạo nếp. Tất cả các nguyên liệu này được thái nhỏ và nấu thành cháo. Cho đến khi nhừ, bạn có thể ăn cháo 1-2 lần trên một ngày để kích thích tiết sữa. Phương pháp này có thể giúp cải thiện lượng sữa và hỗ trợ quá trình cho con bú. 5. Chữa nóng gan và vàng da. Bạn có thể áp dụng công thức sau: 30g lá sung, 30g nhân trần, 20g kết thiết đẳng, 50g rau má và 20g sâm đại hành. Tiến hành sắc nước và uống hàng ngày. Phương pháp này có thể giúp làm mát gan, giải độc tố và cân bằng nhiệt độ cơ thể, từ đó giúp giảm các triệu chứng của gan nóng và vàng da. 6. Chữa sốt cảm cúm đau nhức. Để chữa trị sốt cúm đau nhức, bạn có thể thực hiện phương pháp sau. Tiến hành lấy 16g lá sung vú, 16g lá chanh, 16g nghệ và 6g tỏi. Đun sắc các thành phần này để lấy nước đặc. Sau đó uống nước đặc này. Nếu bạn đang mồ hôi ra nhiều, hãy uống nước nguội. Ngược lại, nếu bạn không ra mồ hôi nhiều, hãy uống nước nóng. Sau đó đắp chân để kích thích quá trình ra mồ hôi. Sau khi mồ hôi đủ, hãy lau sạch cơ thể. Phương pháp này có thể giúp làm giảm sốt, giảm cơn đau nhức và giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng. Lưu ý, nếu các triệu chứng trên không giảm, bạn nên đi khám để có sự tư vấn từ bác sĩ chuyên khoa và được điều trị tốt nhất. Đừng quên bấm đăng ký kênh để nhận được thêm nhiều video hữu ích về sức khỏe.